Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Nghĩa HD Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cách chăn nuôi thỏ từ A đến Z trong mùa dịch này và giúp các bạn có thêm thu nhập hiệu quả và kinh tế cao. Và các bạn hãy theo chân mình thôi nào. Trước tiên, chuồng nuôi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển cũng như là năng suất chăn nuôi. Tuy nhiên, nghề chăn nuôi thỏ ở nước ta hiện nay nói chung là còn khá mới mẻ, ít kinh nghiệm, đặc biệt là khâu làm chuồng. Ở video này, Nghĩa HD Vlog sẽ chia sẻ cho bà con cũng như là anh chị em về kỹ thuật chăn nuôi là và làm chuồng thỏ chi tiết nhất và giúp bà con chăn nuôi đạt hiệu quả và kinh tế cao, giảm thiểu rủi ro, giúp bà con có thêm thu nhập. Chăn nuôi thỏ đầu tư ít vốn, xoay vòng vốn nhanh, thu lại lợi nhuận cao, thì thỏ trở thành một trong những nguồn thực phẩm xuất khẩu có giá trị lớn trong tương lai gần. Đây sẽ là một hướng chăn nuôi mới, hái ra tiền để các hộ dân cải thiện kinh tế gia đình. Để chăn nuôi thỏ đạt hiệu quả cao, giảm thiểu rủi ro, người nông dân cần nắm vững những kỹ thuật chăn nuôi thỏ như sau. Những yếu tố ảnh hưởng tới chuồng trại chăn nuôi thỏ. Một là nhiệt độ. Thỏ là một trong những loại vật nuôi nhỏ, yếu, rất nhạy cảm và dễ phản ứng xấu với những thay đổi của môi trường bên ngoài. Khả năng thích ứng chậm. Thân nhiệt của thỏ thay đổi rất nhanh, biên độ dao động từ 38 cho đến 41 độ C nhưng lại có ít tuyến mồ hôi ở da. Nếu nhiệt độ quá cao lên tới 45 độ C, chúng sẽ chết sau 1 giờ. Vì thế, chuồng nuôi thỏ cần đảm bảo duy trì nhiệt độ từ khoảng 20 độ cho đến 28 độ C. Thỏ chịu lạnh tốt hơn nên bà con nông dân cũng cần chú ý khi làm chuồng trại. Những nơi có sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa ngày và đêm giữa các tháng. 2 là độ ẩm. Thỏ dễ nhiễm với môi trường có độ ẩm cao, thường xuyên có nước ứ động và dễ bị cảm lạnh, viêm mũi. Do đó, độ ẩm của chuồng nuôi thỏ chỉ nên duy trì từ 60 tới 80% là thích hợp. Chuồng nuôi thỏ cần tránh xa khu vực quá ẩm ướt, bí bách, vùng đầm này nhiều sương mù, những nơi nước trũng, nhiều muỗi. 3 là ánh sáng. Ánh sáng quá nhiều sẽ không có lợi cho những sự phát triển của thỏ. Mặt khác, mắt thỏ rất sáng, có thể nhìn được và thức ăn vào ban đêm. Tối đến khi làm chuồng chăn nuôi thỏ, người nông dân có thể chọn nơi có bóng cây râm dưới các tán lá cây to, vừa làm mát vừa hạn chế ánh sáng. 4 là gió. Ngoài nước ra thì gió cũng có thể coi là một khắc tinh của thỏ trong quá trình chăn nuôi nhốt. Nếu gặp gió to, gió lùa thẳng vào chuồng thì thỏ có nguy cơ bị viêm mũi, cảm lạnh cao. Chính vì thế, nguồn chăn nuôi thỏ cần được hỗ trợ hợp lý, lựa chọn hướng đông nam hoặc hướng nam để tránh gió lùa trực tiếp, gió mùa đông bắc. Mặc dù hạn chế gió, nhưng chuồng chăn nuôi vẫn phải thông thoáng. Tốc độ lưu chuyển không khí vào khoảng 0,3 m/s. Yêu cầu chung về xây dựng chuồng trại chăn nuôi thỏ. Để đảm bảo tất cả các yếu tố kể trên thì chuồng trại chăn nuôi thỏ phải được làm ở nơi cao ráo, thoáng mát, dễ thoát nước, ở khu vực yên tĩnh, ít người qua lại, nhưng phải thuận tiện trong việc quản lý và chăm sóc thỏ.
lên chọn ở những nơi đất mới chưa bị nhiễm bệnh. Cách làm nhà đặt lồng thỏ nuôi như sau. Để làm nhà nuôi thỏ hoàn thiện, bà con cần chú ý mái nhà sử dụng tôn nạnh hoặc vật liệu cách nhiệt tốt. Nếu làm bằng mái tôn hoặc xi măng thì phải có trần nhà chống nóng. Vách nhà xây cao để tránh gió lùa, xung quanh vách vẫn có cửa sổ thông mát, có cửa ra vào ở hai đầu nhà. Phần vách cũng có thể đan bằng tre hoặc gỗ. Nếu nhà láng bằng xi măng hoặc lán gạch đỏ, dốc dần về cuối chuồng để dễ dàng dọn dẹp vệ sinh và thoát nước. Kích thước nhà nuôi thỏ phụ thuộc vào số lượng và quy mô nuôi. Cách làm chuồng nuôi thỏ. Lồng nuôi hoặc chuồng nuôi thỏ có thể làm bằng tre hoặc sắt, hoặc có thể làm bằng gỗ. Mẹo để đo kích thước chuồng nuôi dưới đây là được một số những người nuôi đang sử dụng. Chiều dài của lồng được tính bằng khoảng cách tối đa thỏ nhảy tính từ giữa chân sau khi thỏ chưa nhảy đến cuối chân trước nơi thỏ nhảy. Độ cao của lồng khoảng từ 60cm là phù hợp. Thỏ đặt lên bàn, kéo dài tối đa hai chân ra phía sau. Lúc này chiều rộng tối thiểu của lồng nuôi tính từ khoảng cách mũi thỏ đến cuối chân sau. Đáy lồng đóng theo kiểu dát giường, không đóng cố định để thuận tiện trong việc vệ sinh. Bây giờ mình sẽ chia sẻ kích thước chuồng nuôi thỏ. Thường là chuồng một tầng, hai là chuồng hai tầng. Thì các bạn thấy phù hợp chuồng nào thì các bạn hãy làm theo cái chuồng như ở nhà bạn để phù hợp cho các. Đây là kích thước chuồng một tầng để cho các bạn tham khảo. Kiểu chuồng này thường được dùng để nuôi thỏ sinh sản và thỏ thịt ở trong gia đình. Mặt trước lồng đóng kiểu chấn song, mặt sau dùng lưới quây lùng quanh và bên trong có vách ngăn. Mỗi ô chỉ nhốt được một con đực hoặc một con cái để làm giống. Còn thỏ thịt có thể nuôi được 5 con một chuồng. Bên trên có lắp cửa làm bằng gỗ. Phía bên ngoài có giá để rau cỏ. Chuồng lên cách mặt đất tối thiểu từ 40 cho đến 60cm. Kích thước thứ hai này là chuồng 2 tầng để cho các bạn cùng tham khảo. Kiểu lồng này cũng có thể phù hợp với thỏ sinh sản trong gia đình hoặc thỏ thịt. Về nơi cơ bản, kiểu chuồng này cũng thiết kế giống với lồng 1 tầng nhưng cửa ra được làm phía trước. Có chốt khóa phía sau lèn chuồng, có tấm sắt nghiêng để dọn dẹp vệ sinh, cũng như là thỏ dễ dàng vệ sinh hơn. Nếu bạn nào mà không có đất muốn tiết kiệm chuồng thì các bạn có thể làm chuồng 3 tầng. Kiểu chuồng 3 tầng phù hợp với mô hình chăn nuôi thỏ công nghiệp, nuôi thỏ lấy thịt. Lồng 3 tầng làm giống với lồng 2 tầng. Còn một cách làm lồng nữa là chúng ta có thể làm lồng liên kết với cả hang thỏ. Kiểu lồng này không được áp dụng phổ biến trong mô hình chăn nuôi thỏ công nghiệp nhưng lại tạo được không gian sống mát mẻ, giúp thỏ thích hợp và thích nghi tốt, đặc biệt với vùng khí hậu nóng như ở khu vực Trung Nam. Kiểu lồng này thường áp dụng với thỏ sinh sản. Thời gian đầu thỏ sẽ được tập ăn, uống và đi vệ sinh ở bên ngoài lồng, sau đó thích nghi dần với kiểu điều kiện trong hang. Bây giờ đến các bước là chúng ta sẽ mắc những cái máng ăn, máng uống cho thỏ. Thì trước tiên là cái máng cỏ. Thì máng cỏ cho thỏ phải đặt cao để thỏ không dẫm chân lên khi ăn. Bà con có thể
bố trí máng cỏ phía ngoài lồng, ví dụ như là trước cửa lồng hoặc là bên trên. Máng có thể làm bằng tre hoặc gỗ hoặc sắt, phổ biến nhất là bằng tấm tôn, hoặc bà con có thể làm bằng sắt, cách nhau khoảng 1 cm. Kích thước của máng cỏ phù hợp với kích thước chuồng nuôi. Máng ăn cỏ của thỏ phải cách lồng 10 cm, chiều cao từ 6 đến 8 cm, khoảng cách từ vách ra là 20 cm. Máng ăn của thỏ thứ hai là máng ăn tinh. Máng ăn tinh làm bằng gỗ hoặc tre, hoặc có thể là các bạn làm bằng cây gáo dừa loan sành. Máng này lên dài từ 20 cho đến 30 cm. Cũng có thể làm bằng tấm tôn ghép lại với kích thước dài là từ 20 cho đến 25 cm, rộng từ 10 cho đến 12 cm, cao là 8 cm, 8 đến 10 cm. Máng thức ăn tinh có thể đặt trong chuồng cách mặt sàn khoảng 10 cm để thỏ không dẫm lên hoặc ỉa đái vào thức ăn. Bà con cần lưu ý dạ dày của thỏ có khả năng co giãn tốt. Nguồn thức ăn khá đa dạng, nhưng ruột thỏ dài nên tiêu hóa thức ăn tương đối chậm. Nếu thức ăn nghèo chất xơ sẽ khiến thỏ bị rối loạn tiêu hóa. Do đó, bà con cần bổ sung nhiều thức ăn thô cho thỏ như rau, lá, cỏ, củ quả, một số loại cỏ tự nhiên như cỏ mằn trầu, cỏ mật, cỏ lợn, cỏ lông, hoặc là lá dúi, lá mía, lá chè, lá sung và nhiều loại thức ăn rau củ quả khác, hoặc một số loại cỏ trồng như cỏ voi, các loại cây họ đậu như là lá cà rốt. Dạ dày của thỏ co bóp tương đối chậm, bà con nên sử dụng các loại máy băm cỏ để băm nhỏ thức ăn, kích thước hệ tiêu hóa của thỏ. Ngoài ra, cần bổ sung thêm nguồn thức ăn tinh như thóc, ngô, đậu, lạc hoặc là nấu cơm cho ăn, cao lương, lúa mì, thức ăn giàu đạm như bột thịt, bột sữa, bột cá, bã bia, bã đậu lành, chùm quế. Nhu cầu dinh dưỡng và tỷ lệ phối trộn thức ăn sẽ tùy thuộc vào giai đoạn phát triển của mỗi lứa tuổi của thỏ. Đặc biệt, bà con có thể nghiền và phối trộn cả các phụ phẩm nông nghiệp với chế phẩm sinh học thích hợp, sau đó sử dụng máy ép cám để ép nhỏ thành thức ăn cho thỏ, vừa tiết kiệm chi phí lại giúp thỏ ăn ngon miệng, ăn nhiều, nhanh lớn. Đối với bạn nào nuôi thỏ đẻ thì chúng ta phải làm thỏ đẻ như sau. Thì đối với thỏ sinh sản, trước khi thỏ đẻ từ 3 đến 4 ngày phải làm ổ đẻ. Ổ đẻ giống như là một cái hộp, kích thước ổ đẻ tùy thuộc vào thỏ mẹ. Phần đáy lồng phải thoát nước tiểu dễ để cả thỏ mẹ và thỏ con không bị cảm lạnh. Kích thước của ổ đẻ thường là từ 30 x 40, chiều cao là 15 cm. Đến công đoạn để các bạn nuôi thỏ giống thì các bạn phân biệt thỏ đực và thỏ cái. Thì thỏ đực mà các bạn ấn vào cái phần tinh dục mà nó hình tròn thì là thỏ đực, và các bạn ấn vào mà nó là hình dẹt thì là thỏ cái. Thì cái phân biệt cũng rất là dễ dàng, khi thỏ càng to thì phân biệt sẽ càng rõ ràng hơn và nó có hai hoàn dái rất là to. Thỏ đực nuôi lấy giống lên được chăm sóc riêng biệt từ nhỏ để đảm bảo rằng giống có khả năng sinh sản tốt nhất, có hiệu quả kinh tế cao. Khi thỏ đực giống dưới 3 tháng tuổi, bà con có thể nuôi nhốt trong lồng
trung khoảng từ 10 con trên lồng để thỏ tranh nhau ăn, ăn nhiều thức ăn và nhanh lớn. Từ 5 đến 6 tháng tuổi, khi thỏ đực bắt đầu có dấu hiệu động dục thì nhốt riêng, như vậy thì thỏ đực mới sung sức. Cách làm chuồng nuôi thỏ đực giống đơn giản có thể làm theo kiểu lồng 1 tầng, 2 tầng hoặc 3 tầng. Tuy nhiên, diện tích ô ngăn phải rộng và thoáng để không làm cản trở thỏ giao phối khi con thỏ cái được nhốt chung. Diện tích tối thiểu của chuồng phải có thể bề mặt rộng từ 1 mét, bề mặt sâu là 70 cm và chiều cao tối thiểu là 50 cm. Đối với thỏ cái giống thì cũng tương tự như thỏ đực, thì chúng ta ấn nhẹ vào bên dưới sinh dục thì nó sẽ có hình dẹt, là chúng ta sẽ phân biệt được đâu là con cái và đâu là con đực. Người thỏ cái từ dưới 3 tháng tuổi có thể nhốt chung với thỏ cùng lứa tuổi. Thỏ cái có dấu hiệu động dục từ 5 tới 6 tháng tuổi, nhanh hơn thỏ đực 1 tháng. Lúc này sẽ nhốt chung vào lồng ngăn riêng. Quy cách thiết kế chuồng nuôi nhốt giống với các thông tin đã cung cấp ở trên. Chuồng ngăn nhốt thỏ cái cũng phải đủ rộng vì đây sẽ là nơi nuôi chúng khi chúng thai nghén và sinh đẻ. Lồng thỏ cái phải đảm bảo có thể nuôi được 1 con cái và 10 con thỏ con. Tùy thuộc vào kích thước của thỏ giống, bà con có thể tham khảo diện tích chuồng nuôi nhốt. Thỏ cái có chứa từ 28 cho đến 34 ngày là sẽ đẻ. Sau khi đẻ xong thì tầm 1 đến 2 tiếng là chúng ta có thể cho phối giống được. Như vậy thỏ cái vừa nuôi con và cũng là vừa có chứa, thì xoay vòng của thỏ cái đẻ rất là nhanh, bà con nhanh có thu nhập. Và nuôi thỏ con, sau khi thỏ con nuôi được 1 tháng tuổi thì chúng ta có thể tách thỏ con với thỏ mẹ riêng ra. Thỏ con được nuôi với mẹ một thời gian, sau đó là tách sữa là tầm 1 tháng. Thì chuồng nuôi thỏ con tính từ thời điểm tách sữa là đến được 3 tháng là thỏ con cần được chăm sóc đặc biệt, thường xuyên kiểm tra và tiêm phòng để không bị bệnh. Tiến hành nuôi nhốt thỏ con trong lồng khoảng từ 10 con trên lồng, chiều cao khoảng 40 cm là đủ. Cũng như là chúng ta nuôi thỏ thịt thì chuồng nuôi thỏ thịt thường được thiết kế theo kiểu 2 tầng 3 tầng. Nếu không tự làm được, bà con có thể mua chuồng thỏ công nghiệp ở các đơn vị cung cấp uy tín. Cách làm chuồng nuôi thỏ thịt, diện tích của chuồng nuôi thỏ thịt thường được tính từ 10 con trở lên, chiều dài từ 1,5 m, chiều cao là 0,5 m, ngang là 0,7 m. Thỏ thịt cần được nuôi nhốt chung và vào con để chúng tranh nhau ăn sẽ nhanh lớn hơn, đồng thời dễ vỗ béo để thuận lợi trong việc chăm sóc. Đối với các mô hình chăn nuôi thỏ công nghiệp, bà con nên thiết kế lối đi ở giữa các chuồng lồng nuôi khoảng từ 1 m. Chuồng nuôi thỏ phải cách mặt đất khoảng từ 50-60 cm. Thỏ rất nhạy cảm, nếu không làm chuồng nuôi đúng kỹ thuật, có biện pháp chăm sóc hợp lý thì thỏ sẽ chết nhiều. Do đó, để giảm hao hụt mang lại hiệu quả kinh tế cao, bà con nên áp dụng kỹ thuật làm chuồng nuôi thỏ trên đây. Chúc bà con thành công. Tháng 10, tháng 11 âm lịch hàng năm thì bà con nên tiêm phòng vaccine cho thỏ. Thì vaccine phổ biến thì bà con nên trạm thú y huyện để đặt thuốc và chúng ta mua về để tiêm. Cũng như là liên quan tới bệnh ghẻ thỏ thì bệnh ghẻ thỏ cũng rất là dễ chữa, thì các bà con chỉ cần nên mua thuốc của người ghẻ, của người hiệu nước ngoài, là các bạn có thể trộn thức ăn cùng với
vào thức ăn cho thỏ để thỏ ăn thì cũng chữa được bệnh ghẻ thỏ rất là hiệu quả. Nhưng cái phương pháp này thì không chữa được lây chuyển sang con, nên khi có thỏ con mà đẻ thì các bạn phải cho ăn thuốc ghẻ của người vào thì thỏ con sẽ không bị ghẻ nữa. Trên đây là một kinh nghiệm thì mình cũng đã nói qua cho các bạn cùng biết và bà con cũng biết, thì có nhiều phần còn thiếu sót thì bà con có thể lên mạng tìm hiểu và tham khảo thêm. Có điều gì thắc mắc thì xin hãy nhắn tin lại và để cho mình có thể tư vấn và có thể giúp đỡ bà con để bà con có thể đạt chăn nuôi hiệu quả và cũng như là tốt hơn. Chúc bà con thành công. Một lần nữa là xin bà con thấy hay hãy like và đăng ký kênh ủng hộ và mình nhé. Xin chân thành và cảm ơn.